Thưa sư phụ, nếu muốn làm được điều thứ nhất, hiểu rõ, nếu muốn làm được, nhìn thấu, nếu muốn làm được, có phải là mỗi ngày phải nghe kinh thì mới có thể hiểu được? Đúng, cho nên nghe kinh là vô cùng quan trọng. Không có một vị Phật nào, không có một vị Bồ Tát nào mà không giảng kinh dạy học. Cho nên con đường Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo, đúng. Giải đáp thắc mắc, truyền đạo. Không sai, không sai. Ngài lấy thân phận của lão sư mà xuất hiện. Hiện nay mỗi ngày lão sư vẫn phải giảng kinh 4 giờ đồng hồ. Đúng. Đó là một cái việc nhìn thấu này. Vì điều này, vậy thì buông bỏ thì sao, thưa sư phụ? Bằng nhìn thấu thì tự nhiên sẽ buông xả. Hiểu được rồi thì tự nhiên sẽ buông. Đúng, tự nhiên sẽ buông. Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Như vậy thì sẽ không có gì. Tai họa ở trước mặt cũng không sao. Con xin thay mặt các nhà khoa học, bao gồm một số khán giả, con thay mặt họ xin sư phụ chỉ bảo. Trong cuộc sống của chúng ta, cái gì được gọi là chấp trước? Sư phụ thường nói phải buông bỏ chấp trước. Nó có biểu hiện gì hay không? Có, thí dụ như tham sân si mạn là chấp trước. Bạn thích ăn món ngon là chấp trước. Đúng, ta nhất định phải ăn món này. Đúng, không sai, đó là chấp trước. Cho dù đi xa cách mấy cũng phải ăn cho được món này. Đúng, đây được gọi là chấp trước. Vì ta không được thứ gì đó thì cũng không được, cũng là chấp trước. Ta không thể không hận họ, ta nhất định phải báo thù. Đúng, không sai, cũng là chấp trước. Đây là do tham sân si mạn biểu hiện ra. Toàn bộ đều đúng. Mặt trái của chấp trước là tùy duyên. Đây là màu đỏ cũng là chấp trước. Đúng, chấp trước. Sau khi bỏ chấp trước thì bạn có thể tùy duyên. Không có điều gì là không tốt. Có người hỏi lão sư vấn đề này, vì con không chấp trước thì con phải như thế nào? Thuận theo chúng sanh. Điều gì cũng tốt. Cho ăn món gì thì ăn món đó. Đúng, không có gì mà không tốt. Vì thì rõ ràng là nó không ngon. Không phải như vậy. Họ ăn không ngon, đến miệng của bạn thì lại biến thành ngon. Miệng của họ với miệng của bạn không như nhau. Có phải là con có cái tâm chấp trước thì ăn sẽ không ngon? Buông bỏ chấp trước này thì tiếp tục ăn thì mùi vị sẽ không như nhau nữa. Đúng, không như nhau. Vì sao vậy? Cảnh chuyển theo tâm. Chính là cái đạo lý này. Tâm của bạn là chân tâm. Hết thảy mọi vật đến trước mặt của bạn đều chỉ là sự sắp xếp của phân tử. Nó sẽ thay đổi. Những dãy phân tử đều có thể thay đổi. Đúng, sẽ thay đổi. Giống như thí nghiệm nước vậy. Không sai, là cái đạo lý này. Sư phụ biết là hiện nay con người trên thế giới vô cùng cố chấp. Đúng, sự cố chấp đó là sự chấp trước kiên cố. Đây là chấp trước. Chấp trước kiên cố. Vì mà chúng ta thường lấy điều này để khoe khoang người khác, mà nói rằng bạn thật là có cá tính, bạn thật là cố chấp. Điều này trong Phật Pháp là chướng ngại lớn nhất. Không sai, không sai. Đây chính là phạm phu. Hơn nữa sự chấp trước kiên cố này là đọa lạc xuống dưới. Vậy thì nó có gì tốt, không tốt? Là quả báo của nó ở trong ác đạo. Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Bởi vì họ chấp trước tham sân si mạn. Không sai, không sai. Họ chấp trước đó là nghiệp chướng. Tâm tham sân si mạn nhất định sẽ chiêu cảm những thứ đó. Sẽ chiêu cảm thảm họa hiện tiền. Không phải là hoàn toàn tiêu diệt hết. Vẫn còn có người lưu lại.